Cái này rất là ti nhá. Mày đưa ra để cho nó tự đẩy đi. Nào. Đóng này. Đóng này. Thôi cô Quỳnh đứng xa ra để. Rồi. Nghe này khoan đã, về lấy cho nó cái khăn ở chỗ cái xe của nó kia đây. Lấy cả hai gói bim bim nhé. Đấy cái xe. Đấy mũi này. Ôi giời ơi, Linh Ngân chậm chạp thế. Nhanh lên Ngân ơi. Ông ta bảo vệ quay video clip thằng Dô. Linh Ngân đi đằng sau nó nhá, cảnh giác nhá, để mẹ quay nó nhá.